Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn đi về quận 2 quý vị. Ở trên con đường Lương Đình Của này, một cái con đường đắt đỏ nhất của quận 2, một cái khu vực trung tâm mà trước đây người ta nói tới Trần Não với Lương Đình Của là người ta nói là số 1 rồi. Con đường nối liền từ khu đô thị Thủ Thiêm về các cái quận 9, quận 2 đi về cái hướng đông đó. Bây giờ trên cái con đường này thì nhà cửa đất đai nó còn hoang hóa quá trời ngay trung tâm ha, và cái con đường này thi công cũng khá lâu vẫn chưa hoàn thành. Trước mặt quý vị và các bạn là một vài cái hình ảnh trên con đường Lương Đình Của đây, nó giống như một cái vùng quê luôn, mà thực ra đây là trung tâm của quận 2 đây. Rồi trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đó, nhìn những hình ảnh này mình không ngờ tới ha. Đây là một cái con đường mà nói chung là con đường huyết mạch đó, Lương Đình Của, quận 2, phường Bình An. Từ cầu Sài Gòn các bạn đi về vào Trần Não và đi thẳng ở đây là đụng Lương Đình Của. Nếu các bạn chạy thẳng thì đi về khu đô thị mới Thủ Thiêm, đi về khu đô thị Sa La, cầu Ba Son, và các bạn vào trái thì là con đường Lương Đình Của nối ra vòng xoáy An Phú, An Gánh. Đó là một cái vị trí mà quý vị các bạn thấy. Bây giờ mình đi từ cái hướng vòng xoáy An Phú, An Khánh này đi lên ha quý vị ha, để mình tham quan cái trục đường ngắn ngắn này thôi, mình đi một đoạn thôi, nó chừng khoảng hơn 1 km thì đó, mà hai bên đường thì nói chung nhà cửa đất đai là còn nhiều luôn, thật sự người ta cũng vỡ mộng ha, vỡ mộng, tại vì cái giá nhà cửa ở đây thì rất là đắt đỏ. Trước mặt quý vị và các bạn, bên phía tay trái là một cái các cái dãy chung cư người ta xây từ lâu rồi người ta ở, còn bên tay phải đây thì là một cái khu dân cư, còn các cái dự án thì nằm bên trong này, tại vì cái đường này đó là cái đường cũ rồi, cái đường từ ngày xưa rồi có sẵn đó, cho nên là nhà nước mở rộng đó thôi chứ không phải là cái dự án mới. Con đường này cũng làm thi công mấy năm nay rồi nhưng mà chưa hoàn thành. Cái trục đường này thì rất rộng rồi, trục đường này rộng lắm luôn. Và cũng đang thi công, có một vài đoạn đang thi công. Đó, nhìn thấy quý vị và các bạn, nhìn thấy những cái căn nhà đang treo bảng cho thuê này. Quý vị và các bạn thấy giá thuê ở đây nha. Bởi vậy là người ta cứ treo hoài. Mà tại vì nhìn những cái con đường này nó chưa đi vào cái quy củ. Nó nhách nhác á, cho nên là người ta nhiều lúc người ta thuê người ta cũng không biết là bán gì. Bình quân giá thuê ở đây 1 m² như vậy là từ tùy theo vị trí các bạn ha, từ 400, 500, 600, tùy theo vị trí và tùy theo cái diện tích nhà nữa đó. Bình quân thì khoảng 500, 600 1 m² một tháng. Đó, người ta chào giá ví dụ một cái căn nhà 160 m² là cả 100 triệu á một tháng, 140 m² thì cũng 90 mấy triệu một tháng, 98 triệu một tháng. Đó, mình muốn nói lên như vậy gì là những cái mặt bằng ở đây là tiền triệu, hàng chục triệu tới hàng trăm triệu. Đó, ở đây người ta cũng thuê mướn làm gì, bây giờ người ta trả lại để cho thuê lại này quý vị các bạn này. Đó, và những cái đường như thế này ví dụ như người ta thuê thì nó phải sạch sẽ kìa, người ta thuê phải sạch sẽ, phải khang trang để người ta bán hàng, chứ mà cái kiểu như thế này với lại cái đường làm chưa xong á, nó thụt vô sâu quá, người ta đi đường người ta cũng không ghé vô đó được, cho nên có những cái căn nhà người ta treo biển hàng tháng trời rồi, mấy tháng trời rồi, mình đi lên đi xuống cái đường này mình gặp hoài mà vẫn không có người thuê. Hôm nay mình làm một cái clip để quý vị và các bạn coi trên cái trục đường Lương Đình Của này. Đây một cái mặt bằng lớn ghê này quý vị và các bạn này. Mặt tiền không, cái sân quá trời luôn. Đó, có bãi đậu xe luôn mà, có bãi đậu xe đồng đồ luôn. Đó, nhìn nó đã. Đó, tiền không quý vị các bạn. Các bạn biết giá đất ở đây 1 m² bao nhiêu không? Nghĩa là 1 m² ở đây bình quân thấp nhất là khoảng 300 triệu một mét. Đó, và cao thì cũng có thể 400 cho tới 500 triệu một mét. Có nơi chào giá 350. Ý là mình nói là tùy theo cái thế đất, đó, tùy theo cái vị trí. Đó, tùy theo cái mặt tiền đường nó rộng hay nó hẹp nữa. Đó, nghĩa là trên 300 triệu một mét vuông quý vị thấy không, ví dụ như một cái căn nhà 200 m² thôi ta chào tới 85 tỷ.
Không, lúc mà mình nghe mình ớn luôn quý vị ạ. Nghĩa là diện tích 10-20 là khoảng 200 mét vuông. Có nhà rồi nha, 85 tỷ. Thôi rồi một cái căn nhà, ví dụ như căn nhà có 6-22, người ta chào giá tới 40-41 tỷ. Đó, nghĩa là bình quân khoảng trên 300 triệu mét. À, rồi cũng có những cái căn nhà với diện tích 10-20 nhưng mà vị trí nó không đẹp bằng thì người ta chào giá 70 tỷ. Đó thì cũng bình quân khoảng 350 một mét vuông. Bạn thấy không? Đó mà năm này qua năm khác à, mình thấy con đường này lâu lắm rồi luôn. Năm này qua năm khác luôn. Người ta bỏ ra một cái số tiền hàng chục tỷ như vậy đó. À, nếu các bạn bỏ cái chục tỷ đó vô ngân hàng á, một năm nó đại ra biết bao nhiêu. Đó, cho nên mình nói là mình dùng cái từ vỡ mộng thì nó cũng hơi quá chút xíu, nhưng mà mình nghĩ vậy đó. Ví dụ bây giờ người ta chào 5-70 tỷ đi, thì cái giá vốn của người ta trước đây chắc người ta cũng bỏ ra vài chục tỷ rồi. Đó, trước đây cũng 30-40 tỷ để mua qua bán lại, có nhiều người sau cùng cũng thể có 50-60 tỷ rồi. Đó, các bạn bỏ vào ngân hàng 50-60 tỷ một tháng, giờ biết bao nhiêu cái tiền lời không? Đó, cho nên là nhiều lúc buôn bán bất động sản chưa chắc ha. Bây giờ chào bán thì không biết chừng nào người ta có đủ cái số tiền. Tại vì cái người mà có hàng chục tỷ đổ lên thì người ta rất là kén chọn. Và khi người ta quyết định mua một cái bất động sản thì người ta suy đi tính lại nhiều lắm. Đó, cho nên là cũng khó giao dịch, cũng khó thành công. Bây giờ đây có một cái tòa nhà gì hình cong cong, nhìn đẹp ghê, giống như cái lưỡi trăng á quý vị ạ, nhìn đẹp ghê không? Đó, thiết kế cái vòng cung á, thiết kế kiểu vòng cung. Cái này khó thi công lắm quý vị các bạn. Đó, làm xéo thì khó thi công lắm ạ. À. Và phải trắc đạc ngon lành á, chứ không có là cột này nó béo, cột kia nó méo, cột nọ. Cho nên là mấy anh trắc đạc mà làm cái công trình này là phải túc trực ở đây á, để mà làm được cái nhà công công này. Khó thi công lắm. Đó, đóng cốt pha, cốt phiết, rỉ thép, cái đồ cũng mệt mỏi với cái nhà công công này. Ui, đang để trống này quý vị này. Không biết đây người ta làm gì quý vị ơi. Mà mình thấy xây lên cũng lâu rồi. À, chưa thấy làm gì, hiện tại có bảo vệ thôi, chưa thấy làm cái gì. À, đây giống như là một cái trung tâm tài chính rồi này kia đó ha. Đó các bạn thấy không? Nghĩa là cái đường này nè, rất là nổi tiếng, con đường Lương Đình Của. Rất là nổi tiếng từ trước cái giờ, khi mà thành lập cái quận 2 tới giờ đó. Cái khu vực Trần Não với lại Lương Đình Của này là từ khi mới thành lập quận 2. À, tách ra cái từ cái Thủ Đức á. Đã có tiếng rồi. Đây, những miếng đất này đắc địa ghê quý vị. Đó, nhưng mà bây giờ cũng treo biển này, cho thuê này, cho mướn này. Đó, rồi trên các cái sàn giao dịch bất động sản thì người ta đăng biển bán nhà này. Đó, có những cái nhà đây người ta không treo bảng, nhưng mà trên sàn giao dịch đó, các bạn lên các bạn thấy người ta rao bán nhà khá nhiều trên cái trục đường Lương Đình Của này, chỉ hơn 1 km thôi. Nó giống như một cái vùng quê quý vị các bạn. Thực ra đây là quận 2 mà, đi về trung tâm thành phố có chừng khoảng 10-15 phút chứ mấy. Các bạn đi thẳng lên cái đường Lương Đình Của này là đâm qua cái là Thủ Thiêm, cầu Ba Son rồi. Các bạn quẹo ra chút xíu là Trần Não về cầu Sài Gòn rồi. Đó, đây là khu vực gần nhất luôn. Mà nó giống như những cái vùng, như mình đã nói, nhưng những cái vùng quê xa xôi ấy, người ta vẫn bán cừ tràm quý vị này. Đó, cừ tràm này là người ta đi bằng ghe đổ lên này kia không. Đây, cái vùng đất này là vùng đất yếu mà. Đó, cho nên những cái nhà cao tầng thì bây giờ cái công nghệ ép cọc thì người ta ép. Còn những cái nhà tư làm hàng rào hoặc là làm những cái công trình phụ, người ta đóng cừ tràm. Đó, người ta phải xử lý bằng cừ tràm, cái nền đất yếu mà. Đó, còn hai bên đây thì cỏ rác rồi lên ha. Nói chung là nó chưa hình thành, chưa định hình được cái con đường trục chính Lương Đình Của. Đó, chỗ thì cỏ lên ha, chỗ thì sợ bẩn ha, chỗ thì rác ha, chỗ thì xe đậu ha. Tại vì những cái nhà trống mà, thì thường những chỗ nào mà xe nhà trống á là xe tải này, xe hơi này, mấy anh chạy ráp này, nghĩa là tới trưa tới đồ là mấy anh đậu vô. Tại vì mấy cái chỗ mà người ta ở thì không đậu được, cho nên mấy anh thấy đó là mấy cái nhà treo biển, cái là mấy anh đậu xe. Đó, đây có một cái nhà cũng cho thuê mặt bằng này. Đó, làm từ trước ra sau làm như một cái phòng gì đó quý vị các bạn này. À, bên đây thì một bãi cỏ. À, đúng là mình nói cũng vỡ mộng chứ không phải chơi đâu. Hàng chục tỷ bỏ đây mà các bạn
biết rồi, hàng chục tỷ mà bỏ vào ngân hàng không cần làm luôn á, không cần làm, không cần mua bán gì hết á, không nổi cái đó là ok rồi. Bây giờ đầu tư vào nhà đất thế này mà những cái giai đoạn mà nó đứng hình đứng bánh như thế này thì cũng khó, chưa nói là đi vay nha. Bạn thấy cho thuê mặt bằng không, chưa nói là đi vay, đi vay là trả lãi là ốm ốm luôn, ốm đòn luôn, chịu không nổi với tiền lãi vay ngân hàng. Tiền gửi tiết kiệm vô thì rất là thấp, nhưng mà cái tiền để vay ra không rất là cao. Mình thấy giảm lãi suất mà đâu có giảm gì đâu. Bạn mình vay bây giờ cũng trả lại e cổ rồi, vay 1-2 tỷ bạc một tháng trả biết bao nhiêu tiền lãi. Đó, mặt bằng còn nhiều lắm các bạn, bạn còn nhiều. Ở trên trục đường này người ta rao bán nhiều lắm, toàn là dân đầu tư mà. Còn thực sự những cái người nghèo làm gì mà có tiền để mua sở hữu nhà trên các cái trục đường này. Và người ta trước đây người ta cho mua để người ta cho thuê. Ui giời, đây có cái tòa nhà gì để ghê gớm quý vị này. Làm cột rồi này, giờ sắt thép rồi, rỉ trên rồi, bao che là hết. Ui giời, cái mặt tiền này đây là chắc cũng cao chung cư rồi gì đây các bạn. Mà bị vướng cái gì bây giờ để luôn này, sắt thép hư hết rồi. Không biết sau này người ta có thi công trở lại không thì cái sắt thép này xử lý như thế nào, cả một vấn đề á. Tại vì bây giờ cái đường kính thép á, nó bị rỉ rồi, rỉ mục rồi, nó ăn mòn hết rồi. Nếu mà tận dụng lại cái này thì cũng căng à. Cái thép này bây giờ nó lão hóa rồi, để năm này qua năm khác là lão hóa rồi. Quá trời ha. Mình nghĩ đây là chắc là chung cư thôi. Ồ, bên kia một cái nữa quý vị này, bên này cái, bên kia cái. Đúng là những cái con đường huyết mạch đó, những cái con đường đắc địa nhất. Hàng trăm triệu một mét vuông, hàng trăm triệu một mét vuông. Đó, thì các bạn biết không? Có 200 mét vuông thôi, người ta chào tới 85 tỷ rồi. Mà những cái hai cái tòa nhà hai bên này, này hàng ngàn mét vuông luôn đấy chứ. Dữ chẳng không? Ui à. Không quy ra thể không thể quy ra tiền nổi. Đó, một mét vuông bây giờ mình lấy bèo nhất không 300 triệu đi, nó đấy hàng ngàn mét vuông, đó là mình lấy cái giá rẻ nhất 300 triệu. Còn giá mà tốt hơn nữa thì 350-400 thì mình không nói rồi. Đó, bên kia cái nữa quý vị này, cũng để sắt thép rồi, chống chơi luôn này. Rào bao che từ năm này qua năm khác như vậy đó, không biết bị vướng thủ tục gì hay như thế nào, hay là hết vốn hay là như thế nào đó, hai bên hai tòa nhà luôn. Đó, cũng khu vực này thì chung cư nhiều lắm, chung cư không biết làm gì cho hết. Đó thì quý vị và các bạn nhìn thấy con đường Lương Đình Cụ không? Đó, Landmark 81 Bến Á, cái tòa nhà bi tích là quý vị và các bạn này. Đó, đây nhìn thẳng qua đó là quận nhất đó. Đó, mình thấy đây là khu vực gần nhất trung tâm thành phố ha, chứ đừng nói đi ra quận 9 hay là Thủ Đức hay đi về miệt dưới kia, chạy thẳng con đường Lương Đình Của rồi chạy về Nguyễn Thị Định rồi Nguyễn Duy Trinh rồi này kia ha, Đỗ Xuân Hợp rồi nào đó, dưới kia thì mình không nói, dưới kia thì nó hoang vắng mình không nói, nhưng mà ở đây đó cũng một cái tình trạng giống như hoang vắng vậy. Đây nhà cho thuê này, treo biển cũng lâu rồi, các bạn nhìn cái cánh cửa với cỏ mọc ở trước là các bạn thấy không? Lâu rồi. Đó thì như mình nói, những cái vị trí căn nhà này rất đẹp, cái căn nhà góc mà đó, mặt tiền nữa không, rất đẹp luôn đó, có giá là khoảng 300-400 triệu một mét vuông là nắm trong tay luôn. Nhưng bây giờ thêm bữa thì treo bảng như vậy cũng chưa cho thuê, chưa ai cho thuê được. Đó, bên kia cũng vậy, bên kia cũng cho thuê cái mặt bằng quá trời quý vị các bạn, nhìn cái đường á. Đó, cho nên mình mấy nay là mình đi cũng xa, rồi cái
Đây là cái trục đường mà gần nhất với trung tâm. Thì trên trục đường này bây giờ cũng như vậy đó, mình nói là trên dưới 1 km thôi. Nhà cửa thì như vậy, giá nhà, giá đất như vậy, giá cho thuê như vậy. Cho thuê cũng 400-500 ngàn một mét vuông một tháng. Thực sự trong thời điểm này nhà mặt tiền là coi như là bó tay rồi, không biết sau này như thế nào. Cho nên mà các cái bạn mà thường thường mua bán đồ này kia đó, ngày xưa người ta mướn mặt bằng để người ta mua bán, bây giờ người ta chuyển qua online rồi và người ta đi vô hẻm người ta mướn nhà, thì cái số tiền mướn nhà trong hẻm rất là rẻ, và người ta nói cái số tiền người ta chạy quảng cáo và marketing quảng bá nó rẻ hơn tiền người ta mướn mặt bằng, và cái hiệu quả của nó cũng rất tốt, không cần phải đưa ra mặt tiền đó. Thì đó là trong giai đoạn này, không biết sau này như thế nào đó quý vị và các bạn. Đó, những cái căn nhà rất là đắc địa, những căn nhà có vị trí rất tốt, và những cái căn nhà này mình thấy người ta treo bảng trên trục đường này là khá lâu, hàng mấy tháng này rồi. Cho nên cái thị trường bất động sản thì không biết chừng nào nó ấm lên được quý vị và các bạn. Và mình nghĩ thì bây giờ người dân người ta cũng khôn lên rồi. Ngày xưa nó phát triển một cách tự phát mà, phát triển không tính toán. Nhưng bây giờ nhiều người bị thấm đòn rồi, nhiều nhà đầu cơ, nhiều nhà đầu tư bị thấm đòn. Còn dân mà có nhu cầu thực sự thì những dự án hàng sang người ta không có tiền để mua, còn là toàn bộ để dành cho những người đầu tư, những người đầu cơ, nhưng bây giờ đã thấm đòn. Tình hình sốt lại cũng là chuyện khó, mình nghĩ như vậy đó. Sau này chẳng qua là người ta chọn lựa, và những cái nào đẹp thì người ta mua, và cái người ta có phương án 1, phương án 2, ví dụ như bán không được, cho thuê không được thì người ta làm cái phương án nào đó chẳng hạn. Chứ nó không rầm rộ như những năm trước đây. Những năm trước đây là hễ cứ có dự án là có người tới mua. Đó, người thì nhiều lúc lấy 5 ba lô một lúc, 2 ba người đi lấy 10 15 lô một lúc và người ta bán dần, người ta kiếm lời. Nhưng cái giai đoạn đó bây giờ đã qua, bây giờ dân người ta cũng nhìn vào những cái dự án mấy năm đổ lại đây, thì bây giờ người ta biết và người ta sẽ rút ra cho mình những cái kinh nghiệm. Cho mình nghĩ mà sốt lại thì cũng khó. Bây giờ ai có nhu cầu thực sự thì người ta mới mua thôi. Bởi vì cái quỹ nhà đất nhiều quá mà. Vậy cho mình thấy các khu chung cư nội thành đó không? Giá cả cũng mắc mỏ, giá cả cũng vài chục triệu một mét vuông. Một căn 1-2 phòng ngủ cũng có 3-4 tỷ một căn đó quý vị và các bạn, không có rẻ đâu. Và tại vì cái giá nhà nó cao, cao thì cao, nhưng những người có nhu cầu thực sự người ta vẫn chấp nhận để người ta mua, người ta ở. Chứ còn mà những cái nhà đầu tư thì bó tay, những nhà đầu tư để mua đi bán lại là bó tay. Đó các bạn thấy không? Đây là cái con đường Lương Đình Của đây, đó mình đi một đoạn đó thôi. Mà nếu nhà đất này, rồi treo biển cho thuê này, nhà trao bán nhiều lắm ha, trên các sàn các bạn nào vô các bạn thấy ha. Và cái con đường này cũng đang là thi công. Ở chỗ thì rộng ra, chỗ thì hẹp lại và đang vẫn tiếp tục. Cho nên là chưa biết chừng nào cái con đường Lương Đình Của này hoàn thành. Và mình nghĩ khi hoàn thành rồi thì cũng có thể là đây là một cái tuyến đường đẹp nhất. Rồi, cảm ơn các bạn hôm nay đã cùng Sài Gòn Camera đi về thăm ngay cái trung tâm quận 2. Một cái con đường Lương Đình Của có giá trị đắt đỏ, bậc nhất, bậc nhì của thành phố Thủ Đức. Một cái con đường mà từ lâu đời, từ khi thành lập quận 2, kết nối với lại Trần Não. Và quý vị các bạn đi thẳng đó là về Thủ Thiêm, đi qua cầu Ba Son về khu đô thị Đại Đô Thị Sa La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Sài Gòn Camera xem hết video này. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn luôn khỏe, thành công và may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.